Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lương Coffee. Hôm nay tôi xuống khai trương địa điểm xe cà phê pha máy mới của Lương Coffee tại địa chỉ là số 2 Rạch Bà Lớn, Phong Phú, Bình Chánh. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người một sự kết hợp hoàn toàn mới giữa mô hình xe cà phê pha máy của Lương Coffee và mô hình sổ số tự chọn Keno của Vietlott. Chứ nữa tôi sẽ dẫn mọi người vào xem địa điểm của chúng ta hôm nay khai trương như thế nào và cùng tìm hiểu xem từ cái mô hình sổ số Keno này nó có gì đặc biệt mà thu hút nhiều người đến vậy nhá. Ok, mời các bạn cùng đồng hành với tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào mọi người, thì đây là anh Thế Anh, chủ địa điểm mới của chúng ta ngày hôm nay. Thì ở đây thì anh có thể là giới thiệu cho mọi người biết một số thông tin của mình. Rồi, chào mọi người, mình tên là Lê Thế Anh, hiện tại đang là chủ doanh nghiệp của một cái thương hiệu của xây dựng theo chí của mình. Và mình đang nảy ý tưởng là làm cái cà phê này. Dạ vâng. Tức là hiện tại là mình kinh doanh thêm đúng không anh? Chứ còn công việc chính của mình là bên xây dựng và thiết kế. Lĩnh vực chính của mình là sẽ là cung cấp cái vật tư hoàn thiện cho một công trình xây dựng. Dạ vâng. Còn hiện tại mình mở thêm về cái mô hình về Vietlott, về số Vietlott cộng với kết hợp với lại cà phê máy mang đi này, thì từ cái ý tưởng nào mà mình nảy ra cái ý tưởng kết hợp này? Xuất phát từ những cái thực tiễn trong quá trình mà đi làm việc với những cái đối tác, thì mình cảm thấy là khách hay hỏi mình là hôm nay sẽ gặp nhau ở đâu, thì cũng sẽ là quán cà phê, nay là ở một quán A, nay là ở một quán B. Thì mình muốn chính mình sẽ tạo ra một cái quán cà phê, và địa điểm này sẽ là địa điểm giao dịch của chính công ty. Các bạn sale sẽ có một cái môi trường là mời khách đến thử cà phê, và bên cạnh đó sẽ có những cái góc thử của về công trình xây dựng sẽ được chốt sale, chốt đơn hàng tại cái một địa điểm mà là địa điểm của chính mình. Dạ đúng rồi. Khi mà đối tác hay là nhà đầu tư họ, ví dụ họ mà thấy mà thứ nhất là mình vừa có công ty xây dựng, vừa thứ hai là mình đã có một cái quán cà phê, thứ nhất là mình có một cái nơi để mình có thể trao đổi hàng hóa, chia sẻ là mình có thể trưng bày thêm sản phẩm, và với một cái quán như vậy thì mình vừa là quảng bá nhiều hơn cho cái công việc chính của mình về vật liệu, cung cấp vật liệu nữa. Đúng không? Thì không biết là cái vé số Vietlott này thì mình thấy ưu điểm của nó so với cái vé số thông thường là gì mà mình quyết định là mình kinh doanh không? Thì cái đặc điểm của cái việc sổ số Vietlott là nó được cái người chơi á, người ta được chủ động chọn cái số của mình. Ví dụ như hôm nay người ta thích cái số 16, số 8, số 20 thì họ sẽ được chủ động họ điền vào cái con số và họ sổ số ngay trực tiếp. Còn những cái sổ số truyền thống là bán vé, ví dụ như mình xách số 16 nhưng mà cái người bán vé người ta cầm số trên tay á, người ta không có được số 16 thì người ta sẽ không chọn được cái con số mà người ta mong muốn tại thời điểm lúc đó. Dạ đúng. Tức là cái ưu điểm của về số Vietlott này tức là khách hàng được lựa chọn theo cái ý muốn của họ. Và chứ kể là họ không có phụ thuộc vào cái người bán vé, và không phụ thuộc về lựa chọn. Nếu mà bây giờ bán vé thông thường là mình tìm được cái số không thích, tìm được số mình thích, nhưng mà đôi khi là muốn tìm mua được số mình thích nhưng mà phải người bán vé chưa chắc thì họ đã cung cấp được cái số mình muốn. Và thậm chí như mình muốn mua số 16 mà mình muốn mua 5 tờ mà cái người cầm trên tay người ta có số 16, người ta chỉ có 3 tờ thì cái vẫn tiếp tục là cái câu chuyện là không đáp ứng được cái kỳ vọng của khách hàng. Dạ đúng rồi. Tức là cái mô hình mà biển số Vietlott này nó giải quyết được cái rất nhiều vấn đề. Và nó mang lại một cái sự kỳ vọng, một cái sự thích thú hơn so với cái sổ số truyền thống ở chỗ là cái sổ số truyền thống nó chỉ có là một ngày nó sổ một lần. Và cái sự chờ đợi của những người khách hàng nó phải trải qua 24 tiếng chờ đợi. Dạ đúng rồi. Người ta mới ra được một cái kết quả. Trong khi ở đây thì là với cái mô hình Vietlott nó cũng sẽ sổ
24 tiếng, sổ 2 ngày gì đó, nhưng mà riêng đặc biệt cái loại hình cano á là cứ 10 phút nó sẽ cho ra số một lần. Nó tạo cái sự hứng thú nhất định và nó tạo cho cái người chơi là có một cái sự là hồi hộp chờ đợi trong ngắn hạn chứ không phải là trong sự chờ đợi dài. Tức là người ta đang chờ đợi một cái kết quả mà mình có thể là ví dụ cứ 10 phút nó sổ một lần, tức là mình có nhiều cơ hội để mình có thể là trúng, đúng không? Tức là họ kỳ vọng nhiều hơn, ví dụ sau cái đợt này không trúng là họ sẽ tiếp tục. Tức là trong một ngày cùng một cái cùng 24 tiếng. Cùng 24 tiếng đấy là mình có thể sử dụng là thử vận may của mình được nhiều lần. Số lần mà bên Việt Lot đếm là hình như là một ngày sổ 200 lần. Dạ. Một ngày là 200 lần. Có nghĩa là mình một ngày thường thường người ta nói là mỗi ngày thức dậy chúng ta sẽ có thêm một ngày để yêu thương. Nhưng mà cái này là chúng ta đang có 200 lần được quyền hy vọng. Trong một ngày. Chứ không phải là mở mắt dậy là chỉ có một hy vọng thôi, hoặc là chiều thì mới có được cái hy vọng. Bây giờ cơ hội tức là nó đến rất nhiều, tạo cái sự phấn khích cứ mỗi lần mình làm là bắt đầu mình chờ được cái đó. Mình cứ 10 phút nó nổ một lần, tức là mình có cuốn theo là mình cứ hy vọng như vậy. Với lại thì không biết là bình thường mình hay uống cà phê rồi mình chơi Vlog này không anh? Cái ý tưởng mà kết hợp giữa cái việc Vlog với lại cà phê á, là do như lúc đầu mình trao đổi với Hùng là khi mình đi trao đổi với đối tác thì cần một quán cà phê, cần một không gian để mình có thể làm việc. Thì bây giờ mình tạo ra chính sân chơi cho chính mình và mình sẽ cho các bạn sale đến đây bạn làm. Và đặc biệt đối với những khách nào nào vào uống cà phê thì nó lại trải qua một cái công đoạn, đó là khoảng thời gian trống khi chờ bạn người hẹn đến. Hoặc là trong quá trình mà 2 người, 3 người, 4 người hoặc một nhóm bạn vào và chỉ sau khi uống hết ly cà phê thì sẽ làm gì? Không lẽ là chúng ta sẽ đi qua một cái quán khác trả thêm một chi phí khác thì mới có thể vui tiếp sao? Thì bây giờ cái việc lót này là cứ 10 phút chúng ta đem lại những cái cơ hội trao đổi số, những cơ hội trò chuyện, bên cạnh là không phải là đặt cược, không phải là đặt việc lót, mà là người ta có cái cơ hội để mà có cái câu chuyện, có cái đề tài để mà cái nhóm bạn trao đổi về với nhau. Thứ nhất là cái cà phê Vlog này nó ưu điểm là thứ nhất là mình tạo sân chơi cho những người mà họ đến uống cà phê mà họ có thể là chơi thêm cái Vlog này, và chưa kể là mình giải quyết được vấn đề mà ví dụ giữa những người mà nhóm bạn mà khi về uống cà phê đôi khi là nói chuyện đến một thời điểm nó tự nhiên là chuyện rất là rất đúng không, là tự nhiên trong khoảng thời gian trống đấy là mình có cái Vlog này là mình để tạo cái hứng thú cho cái cuộc câu chuyện này, đúng không? Anh thấy cái ý tưởng của mình rất là hay luôn. Thì nếu mà được cái mô hình này thì không biết là dự định sắp tới mình có tính nhân rộng thêm cái chiến lược của mình là như vậy. Bên cạnh cái việc mà mình đang có một cái công ty hiện hữu là kinh doanh về cái mảng vật liệu xây dựng, vật tư hoàn thiện, và là cái nhà thầu nhân tính, thì mình mới thành lập được một cái công ty. Công ty này nó sẽ là chuyên về mảng đầu tư. Thì đây cái lớp Tea House này và cà phê Vlog này và cái Lion Coffee này sẽ là cái dự án đầu tiên, đầu tay của công ty này. Công ty này có tên là Bảo Minh. Công ty Bảo Minh. Và cái này có thể được coi dự án đầu tay. Và mình sẽ được, cái dự án này sẽ được đánh giá lại trong vòng từ 2 đến 3 tháng cho mức độ hiệu quả. Nếu mà mức độ mà nó hiệu quả tốt, thậm chí là mình không có kỳ vọng nó sẽ mang lại cái doanh thu khủng hay là gì, chỉ cần đảm bảo được thu chi, đảm bảo thậm chí là hồi vốn là mình sẽ trở hoạt động tốt và mình sẽ triển khai tiếp những cái tiếp số 2, số 3, số 4. Tức là mình hiện tại mình đã thành lập một cái công ty mới nữa, về là công ty Bảo Minh chuyên về đầu tư, và cái mô hình mà kết hợp giữa cả Lucky House quán cà phê Việt Lốt kết hợp với lại xe cà phê pha máy mang đi của Liêm, đây là dự án đầu tay của mình. Thì em hy vọng là sắp tới sẽ được khai trương cái địa điểm mới của mình nữa. Chúc anh là khai trương hồng phát và mình có thể là mở rộng thêm được nhiều những cái nguồn đầu tư khác nữa. Cảm ơn. Như mọi người thấy thì đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa Liêu Cà Phê và Việt Lốt trong mô hình quán cà phê Lucky House. Chúng vừa tạo ra sân chơi cho mọi người khi mọi người tới uống cà phê ở đây, và sẽ đặc biệt là khi chúng ta vừa cùng trò chuyện bên ly cà phê
vừa thử vận may với mỗi lần số quay. Ok, các bạn hãy tới ngay địa chỉ là số 2 Đạch Bà Lớn, Phong Phú, Bình Chánh để thưởng thức ngay một ly cà phê đúng chuẩn của Lưỡng Cà Phê và cùng trải nghiệm cái mô hình sổ số tự chọn Keno mới của Vietlott nhá. Ok, và các bạn đồng hành với tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu bạn nào mà có thắc mắc hoặc là những nhu cầu thì vui lòng comment phía dưới hoặc liên hệ với số hotline miễn phí. Lưỡng Cà Phê sẽ liên hệ lại và tư vấn cho bạn một cách kỹ càng. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Lưỡng Cà Phê. Hẹn gặp lại các bạn. I got a taste of the real world. I got battered on the North Shore. It gave me comfort when I always knew that. I always knew that you were there for me next door. I lived it hard on the long road. I ran through every single zip code. I get lonely, but I always knew that. I always knew that your heart I could call home. And nothing could ever stand in our way. Whether it all falls down, whether it